Rồi, chào anh chị. Thì hôm nay mình quay trở lại với cái video clip thứ hai về vấn đề ba bộ phụ kiện update của Suzuki SL7 và Ertiga Sport. Thì để trả lời một số câu hỏi của anh chị thắc mắc trong thời gian qua, cũng như là em tư vấn sơ sơ trên YouTube cho các anh chị về cái vấn đề là có nên gắn ba cái món phụ kiện này không, và ưu nhược điểm khi mà mình gắn ba cái món phụ kiện này thì nó sẽ là như thế nào. Rồi, trước mắt thì trả lời cho các anh chị về câu hỏi là cái ba món phụ kiện đó là nó chỉ áp dụng cho xe mới hay là những anh chị mình đã mua xe rồi thì có gắn được không? Đó, thì xin trả lời với các anh chị là ba món phụ kiện đó thì áp dụng cho tất cả các xe Suzuki SL7 cũng như là xe Ertiga Sport. Đó, anh chị mình chưa mua xe, chuẩn bị mua, muốn gắn lên xe mới có cũng được, và anh chị mình có xe rồi muốn update thêm thì cũng được thôi. Đó, nó đều được hết. Thì ba cái món phụ kiện đó trong tháng 9 này sẽ được Suzuki hỗ trợ 10 triệu, là ba món đó là 36 triệu 500 ngàn thì sẽ được hỗ trợ 10 triệu, còn 26 triệu 500 ngàn. Đó, rồi ba món đó có bán lẻ hay không thì hiện tại theo như thông tin em được biết từ Suzuki thì hiện tại là cái này bên Suzuki họ bán combo 3 món anh chị, không bán lẻ, bán một lần 3 món. Thì cái này thì để em hỏi lại bên Suzuki thế nào, nhưng chứ bán 3 món một lượt vậy thì rất khó, tại vì có những anh chị mình đã mua xe rồi, sử dụng rồi thì đã có một số option anh chị mình lên, ví dụ như có những anh chị mình đã lên cam 360 độ rồi thì không thể nào mà bắt vô 3 món được. Nên là cái vấn đề mà gắn lẻ này thì để em hỏi thêm. Còn trước mắt thì hiện tại Suzuki chỉ nói là chỉ bán combo 3 bộ, không bán lẻ. Rồi về chính sách bảo hành thì những cái phụ kiện nằm trong ba cái bộ này sẽ được đại lý lắp đặt lên cho anh chị và bảo hành cho anh chị 1 năm kể từ ngày lắp đặt. Đó, đó là những câu hỏi mà thường gặp trong cái vấn đề mà ba món phụ kiện này, thì em xin chia sẻ và giải đáp với anh chị. Rồi về vấn đề ba cái món trong ba cái bộ phụ kiện đặc biệt này nè, thì mình có nên gắn không và ưu nhược điểm của nó như thế nào, thì em xin chia sẻ thêm một chút xíu với anh chị rằng món thứ nhất là cam 360 độ. Thì đối với món phụ kiện này thì theo như cái bảng thông tin chi tiết về các linh kiện phụ kiện đó, thì em thấy thì cái món này nó chỉ lắp thêm cam thôi, không thay màn hình giống như là những cái đơn vị bên ngoài người ta thay màn hình Android vào, thì cái này là nó sử dụng trên màn hình zin và nó lắp thêm 4 cái cam, cam trước, cam sau và hai cái cam cặp lề ở bên hai cái kính chiếu hậu đó anh chị. Nó thì cam 360 độ này á thì nó do nó không tích hợp với màn hình Android, nó chỉ đi với màn hình thường ở trên cái xe thôi. Thì anh chị mình phải gắn thêm cam hành trình. Nó thì nó sẽ tăng lên nhiều cái thiết bị điện trong chiếc xe của mình. Còn những đối tác đơn vị bên ngoài á, người ta thường gắn cam 360 độ của anh chị sẽ đi kèm luôn cái màn rồi. Thì khi đi kèm với cái màn rồi thì cái màn rồi nó sẽ có chức năng là nó hỗ trợ song song hai trong một, là vừa là cam hành trình và nó vừa là cam 360 độ, vừa 360 độ vừa thu hành trình vô chung một lượt trong bốn cái cam đó, và nó hiển thị trên cái màn hình rồi luôn. Còn cái này là nó tích hợp bốn cái cam đó vô màn hình thường, thì anh chị mình bắt buộc phải gắn riêng thêm một cái cam hành trình nữa. Nó thì nó sẽ sử dụng nhiều thiết bị điện dẫn đến nó hao bình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đối với bản thân em á thì em lái xe cũng hơi hơi lâu rồi đó anh chị. Nói chung là nếu mà nói lái cứng quá thì cũng không được như là mấy bác tài già lâu năm, nhưng mà nói về lái thì em lái cũng ngon lành. Thì về vấn đề cam á thì trong quá trình em lái xe em rất ít dùng anh chị. Giống như cái xe zin của mình nó có sẵn cái cam lùi đó, đâu bao giờ anh chị mình lùi mà nhìn cam lùi lùi được đâu. Anh chị nào mà lùi ở chỗ lạ nha, chỗ quen thì không nói, ở chỗ lạ mà anh chị nào lùi mà nhìn mỗi cái cam lùi mà anh chị lùi được là em kêu anh chị mà sư phụ luôn á, không lùi được anh chị. Lái xe thì mình chủ yếu là gương là chính, còn cam nó chỉ là hỗ trợ thôi. Nó thì theo em cái bộ 360 độ đó nó cũng không có hỗ trợ được nhiều. Nếu mà anh chị nào mà lắp cái muốn lắp ba cái cam 360 độ đó thì theo em nghĩ những anh chị mà có nhu cầu lắp thì là những anh chị ở những cái nơi nhỏ chật hẹp, hoặc là cái chuồng nhà của anh chị khó ra vô, hoặc là anh chị thường xuyên đi vào những cái cung đường nó nhỏ hẹp, nó khó, thì anh chị mình nên
Anh chị mình nên lắp cam 360 độ, còn không thì thôi khỏi cũng được anh chị. Thì cam 360 độ thì theo em thì không cần thiết lắm anh chị, đối với những người lái xe quen. Còn những anh chị nào mà mình ở cái nhà cái chuồng ra vô khó và cái đường hẹp thì mình cần gắn thôi. Còn những anh chị mình lái xe quen rồi và ít ít đi vô qua những cái đường mà nhỏ hẹp hoặc là khó chạy thì anh chị mình gắn thêm một cái cam cặp lề ở bên phía kính chiếu hậu bên lơ, nó tầm khoảng đâu đó trên dưới 1 triệu tùy loại anh chị. Cam cặp lề đó nó sẽ soi được cái cản trước bên lơ và nó soi được cái bánh trước bên lơ nó, thì đó là mình chạy là ok rồi anh chị. Thường là những người lái xe quen thì người ta gắn chỉ thêm một cái cam cặp lề để chạy được rồi. Cam 360 độ thì cũng không cần thiết lắm. Đó, cái đó là về món phụ kiện thứ nhất. Về món phụ kiện thứ hai đó là cái cốp điện, thì cái này không bàn cãi đâu anh chị, có tiền thì mình lên thôi, tại vì nó rất là tiện lợi, sang trọng và xịn sò. Đó, nhẹ nhàng không cần phải dùng tay, mặc dù dùng tay nó không có nặng nha anh chị. Cái XL7 và Ertiga Sport á, thì hai cái cây T-Bend trợ lực của nó em nhớ là nó dùng cái hãng gì ta. Hồi bữa em có chụp hình post mà em bây giờ tại lâu quá em không có coi xe, tại vì em nghỉ cách ly gần 3 tháng nay em không có coi chiếc tới chiếc xe này, em không nhớ được cái hiệu của cái T-Bend. Nhưng mà cái T-Bend nó hiệu của Nhật Bản anh chị, rất là xịn, nó rất là nhẹ, nó không nặng nề gì. Nhưng mà nếu mà mình có điều kiện mình gắn hai cái T-Bend điện á thì nó sẽ ngon hơn và nó kết hợp với lại đá cốp. Thì cái này nó còn là một cái phụ kiện lắp thêm và nó chỉ bảo hành 1 năm và cái giá trị của nó cũng không cao anh chị. Nếu mà trong gói phụ kiện nó hai mấy 30 triệu thì cái này nó khoảng mười mấy triệu, thì cũng là những cái giống như là bình thường ở bên ngoài, ở bên những cái đơn vị ngoài gara ngoài đồ chơi xe họ lắp. Thì cái cảm biến đá cốp thì có khả năng là nó sẽ không nhạy được như là trên những dòng xe sang được tích hợp sẵn nha anh chị, mình đừng quá trông mong vào vấn đề đó, nó sẽ không nhạy được như vậy đâu. Thì nó vẫn xài được đó nhưng mà nó sẽ không nhạy nó, thì em nói luôn để anh chị mình sau này có lắp thì lỡ đỡ đỡ bỡ ngỡ. Và cái T-Bend điện này nếu mà nó lỡ có hư á thì mình vẫn xài cơ được bình thường, chứ không phải là nó hư là không xài được nhanh gì, vẫn bình thường nó. Thì cái này nó cũng không có gì để phàn nàn hết, ngoài cái việc là khi mà mình gắn thêm T-Bend điện thì là cái xe của mình nó lại tăng thêm một cái sử dụng điện dẫn đến hao bình nó. Đó là cái T-Bend điện anh chị, có tiền thì gắn, còn không có tiền thì xài T-Bend bình thường cũng được, em thấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Rồi tiếp theo là cái sạc không dây. Đó, cái sạc không dây này thì những anh chị nào nên gắn và những anh chị nào không nên gắn. Đó, em đi xe, cái xe của em đi, nếu anh chị mình theo dõi em thì biết là em đang đi con Elantra 2.0 á, thì cái xe em là zin của nó là đã có cái sạc không dây QI tích hợp sẵn, nhưng mà từ mua xe tới giờ rất ít xài anh chị, rất ít xài, hầu như là không có xài luôn. Thì những anh chị nào mà muốn gắn cái này á, thì theo em nghĩ là muốn gắn cái sạc QI không dây này á, thì những anh chị mà thường xuyên mình chở người nhà gia đình, chở người trên xe là người nhà gia đình nha anh chị, thường xuyên chở người nhà gia đình và những người nhà gia đình này có sử dụng điện thoại xịn có chức năng sạc không dây, tại vì chức năng sạc không dây thì nó chỉ trang bị cho những cái điện thoại xịn thôi nha anh chị, những điện thoại giỏm thì nó không có đâu nó. Còn với những anh mà hay lái xe một mình á, giống như em hay lái xe một mình á, thì sạc không dây ít xài lắm chị, hầu như không có xài luôn. Tại vì lái xe một mình là mình gắn cáp vô trong kết nối với các màn hình để mình sẽ Apple CarPlay và Android Auto á, thì vừa xài Apple CarPlay Android Auto thì nó đã vừa sạc luôn rồi, tại mình cắm cáp mà nó song song hai cái, vừa xài cái đó vừa sạc luôn, nên là sạc không dây không có xài. Còn những bác tài chạy dịch vụ á, thì khách chạy dịch vụ thì cũng không có, mình chở khách đi thì cũng không có ai đưa điện thoại của họ cho mình sạc đâu anh chị, ít lắm, không ai đưa đâu. Với thứ nhất là người ta sợ là đưa cho mình là đỡ có cuộc gọi hay tin nhắn gì đó thì nó lỡ thổ lộ thông tin của họ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà họ đưa cho mấy anh sạc giùm á, để ngay cái chỗ tài xế sạc thì có nhiều khi họ leo xuống họ quên nó, nên cái này là anh chị em mình ai chở người trong gia đình nó, đặc biệt người trong gia đình thôi, và những người đó sử dụng sạc không dây, có sử dụng điện thoại có sạc không dây thì mình gắn nó để được thêm một cái chỗ sạc nữa. Chứ đối với XL7 hay là Ertiga anh chị thì cổng sạc nó quá trời nhiều rồi, XL7 nó tới 3 cổng luôn, chưa tính cái cổng mà sử dụng Apple CarPlay nha, nó là thêm 3 cái tẩu sạc nữa, một trước một cái, hàng hai một cái, hàng ba một cái, chỉ cần cắm tẩu cắm dây vô là sạc bích mù nó, nên là sạc không dây đó theo em cũng không cần gì hết. Và đặc biệt một cái là sạc không dây nó rất là nóng nha anh chị, sạc không dây sạc nào cũng vậy, anh chị sạc cái máy rất là nóng, máy nóng cái máy điện thoại của mình đó nó. Và gắn sạc không dây này thì có tiền thì gắn nó, còn không thì thôi anh chị. Và nếu mà mình gắn thêm sạc không dây này mình sử dụng nữa thì nó lại thêm một thiết bị bị điện nữa anh chị, nó lại hao bình nữa nó. Và tóm lại
Thì khi mà mình gắn cái bộ phụ kiện mới này lên trên chiếc xe R7 và Ertiga thì anh chị mình nên cân nhắc, tại vì khi gắn cái đó thì anh chị phải tốn thêm một khoản chi phí để thay thêm cái bình đó anh chị. Em nghĩ là cái bình zin nó không ổn. Vì cái xe R7 cái xe Ertiga là một trong những cái xe 7 chỗ thuộc phân khúc nhỏ, máy nhỏ anh chị, máy 1.5. Nên là cái bình điện tích hợp theo xe nó là bình ước chỉ có 35 Ah. Nó và nó gắn thêm cái bộ này thì rất nhiều thiết bị điện nữa thì khả năng là em nghĩ nó sẽ chịu không nổi. Thì anh chị buộc phải khi mà gắn cái bộ này anh chị buộc phải tốn thêm khoảng từ 1 tới 2 triệu mình thay lên cái bình. Thì cái ô để bình của XL7 và Ertiga thì em nghĩ nó gắn vừa khoảng tầm cái bình 60 anh chị, khoảng cái bình 60 bây giờ. Đó thì mình thay cái bình nữa thì xài mới ổn. Tại vì mình gắn thêm quá nhiều thiết bị điện. Đó thì video đó là em đã trả lời cho những anh chị, các anh chị mình những cái câu hỏi liên quan với vấn đề là ba bộ phụ kiện này cũng như là ưu nhược điểm về cái bộ phụ kiện này nó, để cho anh chị nào mình xem là có nhu cầu của mình có cần lắp hay không hay là không nên lắp. Rồi anh chị nào có câu hỏi gì thì cứ comment bên dưới hoặc là liên hệ Zalo em Minh 0888 525 222, em để trên góc màn hình nè để em có thể trả lời và tư vấn thêm cho anh chị. Rồi xin cảm ơn anh chị.